4 cách hay nhất để từ chối tham gia bảo hiểm nhân thọ. Không có tiền. Nếu như không có tiền thì làm sao mà chúng ta sống được? Những loại chi phí bắt buộc như là cơm, áo, gạo, nhà, tiền sinh hoạt gia đình, tiền học cho con, tiền cho bố mẹ, tiền cho bản thân. Đặt hàng Shopee. Không có tiền là không thể sống được. Giả sử như rủi ro nó ập tới, mình không thể lao động kiếm tiền được nữa, vậy thì những chi phí đó ai sẽ là người gánh đây? Sĩ bảo anh phải có 50 triệu để phẫu thuật van tim, thì các bạn sẽ làm như thế nào? Bạn có thể nói với bác sĩ là không có tiền. No. Bằng mọi giá tôi phải kiếm được tiền để phẫu thuật cho cái van tim này của tôi. Tôi phải sống, tôi mới làm việc và tôi mới có tiền. Tiền. Vậy thì các bạn muốn tốn ít ngay lúc đầu hay là muốn tốn nhiều ở lúc sau? Có từ từ. Những ai đủ điều kiện tham gia thì không. Những ai rất muốn tham gia thì lại không tham gia được. Nếu bạn muốn biết ý nghĩa của câu nói này, bạn thử hỏi những bệnh nhân nằm trong bệnh viện tự mình bỏ tiền túi ra chi trả thì mới thấm nỗi đau này. Tham gia càng sớm càng tốt, bởi vì không một ai biết trước được rủi ro nó có xảy ra hay không. Y như đại dịch Covid thôi. Nhóm bảo hiểm y tế rồi. Đúng, bảo hiểm y tế rất tuyệt vời, vừa an sinh xã hội mà bạn vừa bảo vệ cho người dân nữa. Chi phí rẻ ai cũng có thể tham gia được, nhưng nó sẽ có một số mặt hạn chế. Không có giường bệnh để nằm, xếp hàng đợi chờ quá lâu, hạn chế danh mục bệnh viện đúng tuyến hay trái tuyến. Đời sống càng nâng cao, chúng ta sẽ muốn hưởng dịch vụ cơ sở vật chất tốt hơn, đúng không nào? Dịch vụ thì nhanh chóng, bệnh viện liên kết toàn quốc từ công cho tới tư, thậm chí là bệnh viện quốc tế nữa cơ. Giới hạn chi trả có thể lên đến vài tỷ. Không loại trừ danh mục thuốc, mình có thể sử dụng thuốc tốt nhất có thể. Bổ hiểm như đảo. Đây là câu từ chối kinh điển nhất. Ok, như vậy nhá. Khi khai báo hồ sơ bảo hiểm, bạn thử khai mình bị ung thư đi, xem doanh nghiệp bảo hiểm có trả lại tiền cho bạn không. Nếu là lừa đảo thật thì tiền đã dâng đến miệng rồi, tại sao doanh nghiệp bảo hiểm lại trả về cho khách hàng? Theo thuyết pháp nguyên lừa đảo, lúc này là phải lấy tiền, lúc này là phải lấy tiền. Không có một công ty nào lừa đảo ròng rã 20 năm mà lại nhẫn nhơ trước pháp luật như vậy. Lừa đảo là một tội danh rất nghiêm trọng và phải do tòa án tuyên bố. Hãy cẩn thận lời nói của mình và phải tìm hiểu thật kỹ càng từ đầu đến đuôi xem có lừa đảo thật hay không nhé. Lừa. Hơn 200.000 người mắc bệnh ung thư mỗi năm, hàng ngàn người tàn phế vì tai nạn giao thông. Muốn bị lừa mà không được. Trời này vui nghe, lại lắm mà nghe.